Cái bài hôm nay là cái bài học cuối cùng, là tôi chuyển qua lại bài giảng, là chúng ta có cái bài phân tích rủi ro. Phân tích rủi ro, và chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái phân tích rủi ro trên Excel. Trước hết là trong cái bài của các anh chị đó, thì chúng ta sẽ giới hạn, hướng dẫn các anh chị đọc cái bài này, dự án nó đầy đủ hơn, rồi về chúng ta ráp vào trong Excel để chúng ta làm thử. Nhưng mà ở trên lớp thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị phân tích độ nhạy một chiều, hai chiều và phân tích tình huống, là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái phần này trên lớp thôi. Ở cái bài số 5 chúng ta đó là có cái tôi hướng dẫn các anh chị trên Excel phân tích độ nhạy một chiều, hai chiều và phân tích kịch bản và phân tích tình huống. Bây giờ để cho nó đơn giản và dễ theo dõi bài, thì tôi không có lấy cái bài trong đây, nó nhiều số quá. Tôi sẽ lấy một cái bài ví dụ đơn giản hơn trên Excel, thì tôi sẽ mở qua Excel. Rồi, mở qua Excel. Giờ tôi sẽ mở cái bài này trên Excel. Cái gì theo dõi ha. Chúng ta theo dõi rồi, về nhà chúng ta làm. Rồi, tôi ví dụ như là chúng ta có một cái câu chuyện thế này. Đơn giản thôi, chúng ta có cái khối lượng. Thì tôi ví dụ đơn giản thôi, để tôi thao tác trên Excel cho nó dễ đó. Ví dụ khối lượng dự kiến của dự án là 100. Chúng ta có cái giá bán. Giá bán của cái sản phẩm này là 10 đồng. Chúng ta có cái giá bán của cái sản phẩm này là 10 đồng. Nhưng mà chúng ta có cái giá vốn. Giá vốn của một sản phẩm. Giá vốn của một sản phẩm là 8 đồng. Giá bán một sản phẩm, giá vốn một sản phẩm là 8 đồng. Rồi chúng ta có cái số liệu về chi phí kinh doanh. Tức là chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Chi phí kinh doanh là ví dụ kinh phí trong năm của mình, ví dụ nó là 1 tôi ví dụ trước tạm tạm đây ha, ví dụ nó là khoảng 120, ví dụ thế. Bây giờ chúng ta lại có cái chúng ta bắt đầu chúng ta tính cái lợi nhuận của cái dự án này. Bài toán rất là đơn giản ha, ví dụ rất là đơn giản. Chúng ta sẽ xem xét cái lợi nhuận của dự án này. Muốn tính lợi nhuận thì chúng ta bắt đầu từ doanh thu. Doanh thu thì bằng khối lượng nhân cho giá bán. Doanh thu thì bằng khối lượng nhân cho giá bán. Tôi chấm tôi theo cho các gì theo dõi dễ ha. Doanh thu thì bằng cái khối lượng nhân giá bán. Rồi bây giờ chúng ta phải tính cái giá vốn. Cái giá vốn chúng ta xem thử nó là bao nhiêu. Giá vốn của 100 sản phẩm đó thì bằng 100 này nè nhân cho giá vốn của một sản phẩm là 800. Như vậy hai cái này trừ cho nhau trong kế toán các anh chị gọi là lãi gộp đó. Lãi gộp tức là chênh lệch giữa giá bán và giá vốn thôi. Nhưng mà anh ta còn phải tốn cái chi phí kinh doanh nữa. Chi phí kinh doanh. Chúng ta còn phải tốn chi phí kinh doanh là 120 nữa. Bằng 120 là lời số. Bắt đầu ta có lợi nhuận. Lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ cho cái giá vốn của mình và trừ cho cái chi phí kinh doanh này. Thì chúng ta có lợi nhuận là 80. Lợi nhuận là 80. Rồi. Bây giờ theo dõi được phải không ạ? Lợi nhuận ta là 80. Bây giờ chúng ta nói phân tích độ nhạy một chiều. Đây. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành phân tích độ nhạy một chiều. Độ nhạy một chiều là sao? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là
những cái biến này nè, cái khối lượng á, chúng ta ở ngoài cuộc đời thực á, có thể nó sẽ bị thay đổi. Tức là chúng ta dự kiến là chúng ta bán được 100, nhưng mà khi chúng ta ra được thực tế thì có thể nó bị dao động. Bây giờ chúng ta giả định rằng là các cái biến khác thì không đổi, chỉ có một cái biến thay đổi thôi, thì kết quả lợi nhuận sẽ ra sao? Chúng ta đang muốn tìm cái chuyện đó. Chúng ta nói rằng là nếu mà một cái biến khối lượng này thay đổi, các biến khác cố định, thì cái lợi nhuận chúng ta sẽ ra sao? Cứ mỗi lần chúng ta làm một biến như thế, cứ mỗi lần chúng ta làm một biến mà ta cố định các biến khác, thì phân tích như vậy gọi là phân tích độ nhạy một chiều. Cái gì xem tôi thao tác ở trên Excel. Tức là bây giờ tôi muốn phân tích biến khối lượng, thì tôi cho cái khối lượng này nè, nó thay đổi. Ví dụ như là khối lượng lẽ ra là 100, nhưng mà tôi ví dụ cho thay đổi là 100 đây, tôi đánh 100 ở đây. Nhưng mà nếu tôi nói là ví dụ khối lượng tôi được 101 thì sao? Giả định khối lượng 101 thì sao? Thì lợi nhuận sẽ bao nhiêu? Khối lượng 102 thì sao? Chúng ta muốn bao nhiêu là bao? 103 thì sao? Hay là nếu mà khối lượng tôi ra đời bán không được 100 mà là chỉ có được 90, 80 thì sao? Tức là chúng ta muốn hỏi nó tổng các cái chuyện xảy ra thế này. Tức là chúng ta cho cái biến khối lượng này nó lần lượt thay đổi để chúng ta xem thử cái lợi nhuận của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào. Đó là phân tích như vậy, một biến như thế gọi là phân tích độ nhạy một chiều. Một chiều tức là một biến đó, một lần cũng là một biến. Có thể là lần này chúng ta làm biến khối lượng, lần sau chúng ta làm cái biến giá bán, tức là làm một lần một biến, một lần một biến thôi. Rồi bây giờ cái gì xem tôi thao tác đây. Thao tác. Rồi. Như vậy là Excel này là Excel 2007. 2007. 2007 thì tôi đã hướng dẫn các anh chị trong cái bài này nè. Đó, cái bài này ở khúc cuối này nè. Đây. Đây. Nếu như mà Excel 2003. Nếu Excel 2003 thì ta lên chỗ chữ data, rồi bấm chữ table thì nó ra cái bảng này. Để cho chúng ta cái này. Đây là năm Excel 2003. Tôi hướng dẫn trong bài giảng các anh chị đó, trang 21 đó. Còn nếu như mà Excel năm 2007, ví dụ là Excel chúng ta đang dùng ở đây là 2007, thì cái gì vô chữ data, chữ data, chữ data, Excel này là 2007. Còn nếu chúng ta có mà Excel 2003 thì chúng ta bấm vô cái nào, 2007 thì bấm nào, tôi hướng dẫn cả hai. Vậy tôi hướng dẫn các anh chị 2007 thôi. Như vậy sau khi ta đánh xong hết này rồi đó, các anh chị mấy kêu tôi hướng dẫn chú ý nè. Chúng ta từ cái số cuối cùng này nè, từ số cuối cùng này, từ số cuối cùng này thì chúng ta qua trái một cột, các anh thấy không ạ? Xuống một hàng, rồi chúng ta bấm vô bằng, chúng ta chỉ lên cái biến mà mình muốn phân tích. Chúng ta chỉ lên cái biến mình muốn phân tích. Trong trường hợp này cái biến mình muốn phân tích á là cái lợi nhuận. Còn nếu trong dự án mình bấm vô chỗ NBV, cái chữ Enter thì nó sẽ nhảy xuống đây, nó nằm. Rồi. Sau đó các anh chị bôi đen hết cái bảng này, tô đen á, các anh chị tô đen hết cái bảng này, bôi đen bình thường thôi hết cái bảng này. Rồi, xong chưa? Theo dõi được rồi phải không ạ? Bôi đen hết cái bảng mà chúng ta mới vừa làm á, ta bôi đen. Tức là chúng ta cho những cái biến mà mình muốn phân tích một lần một biến, ví dụ biến khối lượng, chúng ta có một trăm nhầm là cho thay đổi 80, 90 đủ thứ hết. Chúng ta lấy cái 80 này, chúng ta lôi xuống cái chỗ cái góc này nè, qua trái một cột xuống một hàng. Tôi xin làm lại ha. Chúng ta cho cái biến đổi này tùy theo chúng ta muốn cho thay đổi bao nhiêu là tùy mình. Kinh nghiệm của mình biết là nó biến động nhiều ít gì đó, mình thử. Rồi chúng ta qua trái một cột xuống một hàng, chúng ta bấm dấu bằng, chúng ta chỉ lên cái chỗ 80 này nè, Enter thì nó sẽ nhảy xuống như chúng ta. Được phải không ạ? Sau đó
rồi cái gì xong hết các bạn mà. Sau đó cái gì bôi đen cái bảng này, tô đen bảng này, cái gì lên cái chữ data. Đó, cái gì ghi trong tập các anh chị là lên chữ data, thì trong bài giảng các chị cũng có ghi rồi đó, lên chữ data, xong chưa? Rồi các anh chị vô cái chữ what if analysis, what if analysis, các anh chị bấm cái. Rồi các anh chị thấy chỗ đó chưa? 2007 nha. Cái gì xuống cái chữ data table, cái bảng dữ liệu, what if analysis, xong rồi các anh chị xuống cái chữ data table. À, được chưa? À, bấm vô data table một cái, nó cho các anh chị cái bảng nhỏ đây. À, bấm vô cái chữ data table đó, nó cho các anh chị cái bảng nhỏ nhỏ này nè, hai xíu này nè. À, nó hỏi các anh chị là cái biến chúng ta muốn phân tích á, là chúng ta đang để chúng ta để làm lại nha. À, chúng ta vô data what if trong table, nó hỏi mình cái biến phân tích mình để theo hàng hay là theo cột. Nếu mà để theo hàng là row, theo cột là column, column là cột, row là hàng. Cái biến này mình đang để theo hàng, cái con chuột nhảy đây thì đúng rồi, để theo hàng. Còn nếu như mà hồi nãy cái biến 80, 90, 100, 101 này nè, mà mình để theo cột, để mình đặt theo cột thì mình nhấp xuống đây. Còn bây giờ mình đang để theo hàng thì mình vẫn để trên hàng, tức là row là hàng, column là cột. Rồi các anh chị lên cái chỗ cái 100 đầu tiên của mình á thì nhấp vô là xong rồi. Bây giờ chúng ta ok một cái thì các cái lợi nhuận tương ứng nó đổ hết ra đây cho các anh chị. Rồi chúng ta ok một cái thì các cái lợi nhuận tương ứng á là nó đổ hết ra đó, các chị thấy không, các lợi nhuận tương ứng nó đổ hết ra đây cho các anh chị. Rồi, nó đổ ra cho các chị xem. Ví dụ mình nói rằng là khi chúng ta bán hàng được 80 cái, chúng ta bán được 80 cái thì lời được 40, bán được 90 cái, 90 khối lượng thì lời được 60, bán được 100 thì lời 80, đây bán được 100 nè, lời 80 theo đúng không ạ, bán được 101 thì lời 100, bán được 102 lời 102, bán được 103 lời 104. Như vậy là nó cho mình biết cái lợi nhuận của mình nó biến đổi như thế nào khi mà cái khối lượng mình thay đổi, cứ mỗi lần chúng ta làm một biến như thế. Làm sao mà làm biến giá bán, đúng không? Chúng ta tiếp tục là làm. Rồi đơn giản là cái gì ha? Cái đó gọi là phân tích độ nhạy một chiều. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phân tích độ nhạy hai chiều. Độ nhạy hai chiều thì đơn giản là chúng ta làm một lần là một lần hai biến. À, tôi ví dụ thế này nha. À, chúng ta muốn biến hai cái khối lượng và giá bán này là chúng ta làm một lúc hai biến khối lượng và giá bán. Số lượng giá bán thì một cái biến chúng ta để theo hàng, một cái biến chúng ta để theo cột, một biến để theo hàng, một biến để theo cột, một biến để theo hàng, một biến để theo cột. Rồi. Rồi ví dụ như là chúng ta lựa cái biến là khối lượng chúng ta để theo hàng, còn cái biến giá bán chúng ta để theo cột, và lại gọi là một lần làm hai cái biến như vậy, gọi là phân tích độ nhạy hai chiều. Rồi, dễ phải không ạ? Rồi bây giờ tôi sẽ ví dụ là tôi lần này tôi phân tích là hai cái biến phân tích của tôi là biến khối lượng và giá bán. Biến khối lượng giá bán đây. Bây giờ ở trên cái hàng tôi để theo khối lượng. Ví dụ tôi nói là khối lượng tôi biến động từ 80 tới 90. Khối lượng tôi cho biến động từ 80, 90, 100, 101, 102. Đây là cái khối lượng của tôi nó tôi cho nó biến động, giả định nó biến động như thế. À. Qua trái một cột xuống một hàng, bắt đầu chúng ta cho cái giá bán nó biến động. Giá bán ví dụ là bán được là 8 đồng, 9 đồng, 10 đồng, 11 đồng, 12 đồng, tùy theo chúng ta. Chúng ta cho muốn biến động bao nhiêu là chúng ta cho biến động bao nhiêu. Đó, ví dụ thế. Rồi, đây là cái hàng ta để cái khối lượng nó biến động. Cái cột chúng ta để cái giá bán nó biến động. Rồi. Một lần làm hai biến như vậy gọi là hai chiều. Rồi xong rồi các anh chị lên cái góc bảng này nè, cái góc bảng ở chỗ góc này nè, chúng ta bấm vô bằng, chúng ta chỉ vô cái biến mà mình muốn phân tích, bấm vô bằng chỗ góc bảng đó, chỉ vô cái biến lợi nhuận mà mình muốn phân tích đây nè, là chúng ta bấm ok thì cái 80 đó nó nhảy lên cái góc bảng đó nó nằm. À, thấy không ạ?
Rồi bây giờ chúng ta lại bôi đen cái bảng này, tô đen hết cái bảng này. Rồi cái gì theo dõi kịp không? Cái gì tôi ra ghi, ghi chú lại, về nhà chúng ta thực hành, thực hành nó làm. Rồi lại lên cái chữ data, vô cái chữ what if giống hồi nãy. What if, trong cái chỗ what if analysis hồi nãy, cũng lựa cái chữ data table, tức là cái bảng dữ liệu giống như nãy nữa. Bấm cái rồi nó cho chúng ta cái bảng dữ liệu nhỏ nhỏ ở đây à, thấy không ạ? Rồi nó hỏi mình là cái row là cái hàng á, mình để cái gì vậy? Cái row là cái hàng này nè, mình để khối lượng, mình để khối lượng. Thì mình mới cái row này mình nhấp vô cái chữ khối lượng đầu tiên mà mình đánh máy á, đây nhấp vô đây. Rồi sau đó mình nhấp chuột xuống đây, cái cột, cái column mình để cái gì vậy? Cái column này nè, cái cột này nè, để giá bán. Thì anh vô cái số đầu tiên giá bán anh nhấp ở đây là xong rồi. Bây giờ mình ok một cái là các lợi nhuận tương ứng nó đổ đầy cái bảng cho chúng ta, đổ đầy cái bảng này như cái bàn cờ á. Rồi ok à, ok, như vậy là các cái lợi nhuận nó đổ cho các anh chị tương ứng hết ra đây à, tương ứng hết ra cho chị thấy. Bây giờ mình nói là không biết là nó làm có trúng hay không đang không biết à, không biết là làm có trúng hay không đang không biết. Rồi thì chúng ta coi thử, chúng ta đối chiếu thử một cái số nào đó à, một số nào đó. Tôi ví dụ như là nhớ là cái này là cái hàng này là giá bán nha, tôi tô màu đỏ đi. Còn đây là à, xin lỗi, khối lượng. Rồi còn này là cái giá bán, là tôi tô chẳng hạn màu xanh. Rồi màu xanh à, ví dụ thế. Bây giờ ví dụ như là mình nói là mình bán khối lượng 100 à, giá bán mình là 10 thì cái lợi nhuận tương ứng của mình sẽ là 80. Thế giống bàn cờ đó, đây là cái gì thấy là giá bán 100 nè, giá về khối lượng 100, giá bán 10 thì lợi nhuận mình là 80. Bây giờ mình chỉ vô bất kỳ cái ô nào ở đây mình hỏi nó, ví dụ cái chỗ này là cái gì vậy? Chỗ này nó nói rằng là dù cho khối lượng anh bán lên được 101 nhưng mà do cạnh tranh anh phải bán cái giá nó còn 9 thôi thì anh vẫn bị lỗ 10 đồng. Số này số gì vậy? Số này là dù anh có bán được 120 khối lượng mà cái giá bán của anh có 9 thôi thì anh vẫn bị hòa vốn à. Tại vì nếu mình bán 9, mình suy ra lại, nếu mình bán 9 với giá bán là 9 thì cái lãi gộp của mình á là 1.000 trừ 900 à, nhưng mà mình còn phải trừ chi phí kinh doanh nữa à, như vậy là hay là mình chỉ vô cái chỗ này là gì vậy? Chỗ này là nếu chúng ta vẫn giữ giá bán là 10, dù cho khối lượng chúng ta có bị giảm đi 80 thì chúng ta cũng còn lợi được 40. Rồi chúng ta bất kỳ cái số nào trong đây nó đối chiếu theo bàn cờ, chỉ lên đây là khối lượng, chỉ qua là giá bán. Cứ một lần làm hai cái như vậy gọi là cái phân tích độ nhạy hai chiều à, được các anh chị ha. À, bây giờ tôi xin làm lại ha, tôi làm lại cho các anh chị một lần nữa. Rồi cái cột, cái hàng chúng ta cho một cái biến, ví dụ là biến khối lượng, chúng cho nó biến đổi từ 80, 90, đánh máy vào 100, 101 gì đó tùy các anh chị. Cái hàng chúng ta cho một biến, rồi ta qua trái một cột xuống một hàng, bắt đầu chúng ta cho một biến khác, ví dụ biến giá bán 8, 9, 10, 11 rồi 12 không vâng. Rồi chúng cho nó biến động giá bán theo cột, khối lượng biến động theo hàng. Sau đó chúng ta để cái chỗ góc bảng này nè, góc bảng này nè, chúng ta bấm dấu bằng, chúng ta chỉ cái chỗ cái biến mà mình muốn phân tích là cái biến kết quả của mình nè, bấm enter để nhảy lên. Sau đó chúng ta bôi đen cái bảng này lên chữ data, nếu mà 2007 á. Rồi chúng ta vô cái chữ what if, rồi ta lựa cái chữ data table. Rồi nó hỏi mình cái hàng, cái row mình để cái gì vậy? Mình nói là khối lượng, thì mình nhấp vô cái khối lượng đầu tiên mà mình đánh máy để tính toán á. Cái cột column mình để cái gì vậy? Thì mình nhấp lên cái mình nói là cột này tôi để giá bán, thì mình nhấp lên cái giá bán đầu tiên mà mình đánh máy á. Rồi xong mình ok một cái thì nó đổ cho mình cái lợi nhuận tương ứng này ở bảng này. Rồi xong, được phải không ạ? Chúng ta thấy là độ nhạy hai chiều. Thì cứ một lần mình làm một cặp
hai cái biến nào tùy ý các anh chị, hai biến nào tùy ý các anh chị, thì nó tính nhanh chóng với các anh chị các lợi nhuận tương ứng ra đây. Mình hỏi nó từng cái như vậy thì chúng bạn cờ vậy đó. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị, đó là cái phân tích độ nhạy một chiều hai chiều, hai chiều hai chiều. Trong cái bài giảng các anh chị á, thì tôi đã hướng dẫn là sao phân tích độ nhạy hai chiều một chiều, thì chúng ta lên chữ 2007 thì chúng ta lên cái chữ data, rồi what if analysis, rồi data table. Tôi đã hướng dẫn trong bài giảng các anh chị là, cho nên là các anh chị về nhà các anh chị thử rồi các anh chị làm như tôi vậy đó. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn qua phân tích tình huống, phân tích tình huống, phân tích tình huống mà nếu Excel 2003 thì cái gì bấm vô chữ tool, thấy không, trong bài giảng các anh chị tôi có ghi đó, chữ tool, rồi lựa cái chữ scenario, bấm ra cái bảng này. Còn nếu anh chị nào mà sử dụng Excel 2007 thì chúng ta cũng vô cái chữ data what if hồi nãy mà ta lựa cái chữ scenario, nó nằm ngay đây rồi. Cái máy này đang là máy 2007, cái máy mà anh ta đang sử dụng ở đây là máy 2007. Vậy tôi sẽ hướng dẫn các anh chị phân tích tình huống trên cái 2007. Rồi, rồi giờ phân tích tình huống nha, phân tích chúng ta phân tích tình huống trên 2007. Rồi, xong cái này chúng ta nghỉ, rồi chúng ta cứ theo dõi kỹ ha. Chú ý nha, muốn biết cái phân tích nó thì chúng ta sẽ đọc trong bài giảng á, để ta hướng dẫn các cái bước. Rồi bây giờ chúng ta lên cái chỗ data này nè, data thấy không, có chữ what if hồi nãy là phân tích độ nhạy cũng vô đây, bây giờ phân tích tình huống cũng vô đây, mà ta lựa cái chữ đầu tiên là scenario manager. Thấy không, thấy chữ scenario manager, chúng ta viết cái đi, chúng ta viết lại là như vậy, bấm vô data rồi vô chữ what if, rồi trong chữ what if analysis có chữ scenario manager, tức là quản lý kịch bản. Rồi bấm vô chữ scenario đó, bấm vô chữ scenario manager này thì nó cho các anh chị một cái bảng, thấy cái bảng chưa đó, mình ghi trong tập mình á, mình ghi làm sao để cho mình dễ nhớ là được rồi. Bấm vô chỗ scenario nó cho mình cái bảng, mình ghi kiểu gì đó rồi về nhà mình đọc để mình làm. Xong chưa? Rồi nó nói gì vậy? Nó nói là chưa có cái tình huống nào đưa vô đây cả, chưa có cái tình huống nào được xác định cả, hãy chọn và đưa vào các tình huống. Cái gì bấm chữ add, thấy chữ add không? Các anh chị bỏ các bạn xong rồi cho add là đưa vào, add là đưa vào là thêm vào đó. Ví dụ như là đá banh mà đá thêm giờ đó, cộng thêm 4 phút đó, thì gọi là edit time, tức là đá banh là cộng thêm, edit time là cộng thêm, và cộng thêm giờ. Còn chữ add này là cộng đưa vào, cộng vào đưa vào, add. Xong chưa? Tôi bấm add một cái, bấm add một cái để nó cho mình cái bảng tình huống này. Rồi nó cho mình cái bảng tình huống này. Bây giờ mình đặt tên cái tình huống, tôi ví dụ là mình đặt tên từ cái tình huống của mình, scenario name, đặt tên tình huống của mình là tình huống này là tình huống tốt, cái gì đánh cái máy bình thường tình huống dự án mình đó, làm ăn nó gặp thuận lợi, tình huống tốt, tôi ví dụ thế. Rồi cái ô thay đổi này nè, nó hỏi mình là cái biến nào là biến mình thấy rủi ro nhiều nhất, mình nói là biến khối lượng này nè, ở trong thực tế nó biến động nó rủi ro dữ lắm. Còn biến nào nữa không? Mình nói là có biến giá bán nữa nè, thì chúng ta nhấp giữ control để chúng ta bấm giá bán nữa. Hay là vì mình nếu không giữ nút control á, thì cứ mỗi lần mình bấm đây thì nó chạy ra cái chỗ khác, thấy không? Cứ mỗi lần mình bấm nó chạy ra chỗ khác, cho nên mình muốn bấm cái này xong mình muốn bấm biến khác nữa, mình phải nhấp control V2. Rồi giá vốn này nó cũng có biến động nữa, tức là khối lượng, giá bán và giá vốn là ba cái biến mà mình nghĩ là nó sẽ có rủi ro. Tức là nó rủi ro, tức là giá bán lỡ nó thấp hơn cái này là rủi ro rồi, giá vốn mà cao hơn là rủi ro rồi, cho nên ta gọi là ba biến là biến rủi ro. Rồi sau đó bấm ok. Bây giờ đối phương nó hỏi mình là hồi nãy anh định nghĩa cái tình huống là tốt, mà tốt là như thế nào thì Excel nó không có hiểu, nó không hiểu, cho nên mình phải báo cho nó biết. Tốt có nghĩa là cái khối lượng tôi dự kiến 100,
đang trăm đây nè, mà bây giờ tốt cho nên là tôi ra gặp tình huống hơn thì tôi bán được 120. Cái gì tự tự tay tự tôi đánh máy vô, tự tay đánh máy vô là mình báo với tốt là 120. Còn giá bán á, tôi dự kiến là bán 10 nhưng mà ra gặp may tôi bán được 12. Cái gì đánh máy vô, tùy cái anh chị đánh máy vô. Còn giá vốn á, là tôi dự kiến 8 thôi, nhưng mà ra tốt cho nên tôi mua có 7 à. À, nhưng mà tốt cho tốt luôn. Rồi bây giờ mình bấm OK. Đó là hồi nãy mình thấy là không có cái tình huống nào hết. Bây giờ có một tình huống tốt đã được đưa vào đây rồi. Thấy các anh chị, có tình huống tốt rồi. Bây giờ mình mới nói dự án ra đời hoặc là làm ăn thì nó có những tình huống tốt, tình huống xấu, tình huống trung bình. Bây giờ mình đưa thêm tình huống vô nữa thì mình lại bấm chữ S nữa. Bấm S để đưa tiếp tục tình huống thứ hai. Bây giờ nó kêu mình đặt tên cho tình huống này. Mình nói là tình huống này là tình huống là trung bình. Ví dụ mình nói là tình huống trung bình là như mình chờ đợi. Rồi cũng ba cái biến này là biến rủi ro, mình bấm OK. Tịch trung bình có nghĩa là như mình chờ đợi, mình mong muốn là 100 thì nó cũng đúng 100, giá bán 10 thì nó cũng đúng 10, giá vốn mình dự kiến 8 thì nó cũng 8 luôn. Rồi OK. Như vậy là anh ta có hai tình huống rồi, cái gì thế không ạ? Hai tình huống rồi. Bây giờ mình muốn có tình huống nữa thì mình bấm cho S nữa, rồi lại đặt tên nữa. Bấm cho S đặt tên. Ví dụ mình nói là tình huống này là tình huống xấu. Tình huống xấu. Tình huống xấu xảy ra. Tình huống xấu xảy ra. Rồi, ba biến vẫn là biến như cũ. OK. Nó hỏi mình xấu là sao, mình nói cho nó biết. Xấu là mình dự kiến bán 100 mà bây giờ mình khối lượng mình bán được có 90 à. Giá bán mình dự kiến 100 mà bây giờ ra đời gặp cạnh tranh quá mình bán có 8 đồng à. Trong khi cái giá vốn mình dự kiến 8 mà gặp cái lúc xui mình mua tới 9 lần. Rồi xấu cho nó xấu luôn, đúng không ạ? Rồi như vậy là chúng ta có 3 tình huống. Rồi xong rồi. Về mặt nguyên tắc các anh chị muốn thêm tình huống nữa cũng được. Excel nó chấp nhận các anh chị hết. Nhưng mà thông thường người ta khuyên mình là làm khoảng 3-4 tình huống để mình theo dõi cho nó dễ. Rồi bây giờ người ta hỏi mình là nếu như dự án mình ra đời, các anh chị đang là người bảo vệ, lập và bảo vệ cái dự án đó. Mình lập và bảo vệ dự án này. Thì bây giờ người ta hỏi mình là nếu như cái dự án mình mà khi mà ra đời mà nó gặp như mình chờ đợi, như mình tính toán ban đầu, thì lợi nhuận mình sẽ bao nhiêu? Thì mình để cái chỗ trung bình như mình chờ đợi này nè. Đó. Mình bấm chữ show. Show là chỉ ra đó. Chỉ ra cho tôi biết lợi nhuận mình bao nhiêu. Bấm show một cái. Không thấy gì hết. Là đúng rồi, là vì trung bình của chúng ta là đúng như số chúng ta chờ đợi. À. Nhưng mà nói, hỏi mà nếu dự án này ra đời mà gặp cái tình huống tốt thì anh lợi nhuận bao nhiêu? Chúng ta để con chuột lên cái chỗ tốt này nè. Đây cái gì nhìn lên nè. Cái gì nhìn lên bảng nè. Đây để cái chỗ con chuột là chỗ tình huống tốt. Bấm chữ show, tự động nó tính lại lợi nhuận cho các anh chị. Đó, thấy không? Tự động nó tính lại toàn bộ doanh thu chi phí lợi nhuận cho các anh chị. Thấy rất rõ ràng đúng không ạ? Nếu tình huống tốt mà tốt theo định nghĩa mình nãy thì mình lợi nhuận được 458. Tôi hỏi mình nếu ra đời mà gặp tình huống xấu thì dự án mình lãi lỗ ra sao? Mình để cho chữ xấu. Bấm chữ show. À nếu xấu là nó tính là hết cho mình là mình nói nó lỗ 201. Rồi như vậy là nó làm hết cho các anh chị. Các anh chị hỏi là bây giờ tôi muốn in cái kết quả nãy giờ ra mà tôi đã tính toán được hay không? Thì Excel nó giúp các anh chị in nó luôn. Rồi tôi ví dụ tôi trả giờ là cái lạng trái trung bình. Tôi bấm show. Rồi các anh chị lên cái chữ summary này nè. Summary. Rồi. À, chúng ta lên cái chữ summary này nè, là tóm tắt á. Chúng ta bấm vô summary một cái. À, rồi. Nó ra cái chỗ cái cột kết quả này cho ta nè. Bấm OK một cái nữa thì nó cho cái gì một cái sheet dưới đây. À, OK. Đó. Khi chúng ta OK thì nó cho mình cái bảng này. Rồi từ cái bảng này các anh chị có thể in ra. Các anh chị có thể in ra và chúng ta nộp cho người ta. Đó, in ra. Từ cái bảng này có thể in ra. Đó, mình in hoàn toàn được. Ví dụ cái biến B1, B2, B3. Màu nãy của mình á là B1
B1 nè, B2, B3 là khối lượng giá bán và giá vốn. À, khối lượng giá bán giá vốn, bây giờ mình không muốn để B1, B2, B3 thì mình có thể mình sửa lại là khối lượng, mình đánh máy bình thường thôi. Còn này là giá bán, đánh máy bình thường, đánh máy vào. À, cái này là giá vốn, à, đánh máy vào, tùy tùy mình thôi. À, rồi mình đánh vào bình thường thế này nè. Đó. Còn cái biến kết quả mình là mình có thể mình sửa lại cái chữ là lợi nhuận, à, tức là tùy theo cái mình có thể mình sửa lại lợi nhuận. Rồi như vậy là nó nói gì? Nếu như tình huống tốt, tình huống như trung bình như mình chờ đợi, khối lượng là 100, giá bán là 10, giá vốn là 80 thì tôi lời được 80 theo như là tính toán của mình ban đầu. À, mình lời được 80, thấy không ạ? Lời 80. Còn nếu như mà gặp tình huống tốt, tình huống tốt thì có nghĩa là tôi bán được 120, khối lượng được 120, giá bán 12, giá vốn là 7 thì tôi lời được 458, à, lợi nhuận 458. Còn nếu tình huống xấu thì khối lượng của tôi bán được có 90, giá bán của tôi bán được có 8 thôi mà giá vốn lên tới 9 lần, tôi lỗ 201. Và người ta có thể in cái bản này ra để ta nộp cho người ta để ta đọc, biết cái kết quả phân tích rủi ro của dự án mình. Rồi. Rồi tôi xin làm lại cái này một lần nữa, à, để các anh chị theo dõi cho dễ ha. Tôi làm lại lần nữa, à, tôi làm lại cái này lần nữa. À, tôi phân tích tình huống lại này lại lần nữa. À, lên chỗ data, để chỗ đâu cũng được, tùy, lên chỗ data, rồi vô cái chữ what if analysis, rồi bấm cái chữ scenario manager, tức là quản lý tình huống, quản lý kịch bản. À, rồi lúc này là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là cái tình huống cũ nó vẫn còn để ở đây nè. Đó, các chị thấy không? Tình huống cũ nó vẫn còn để ở đây. Đó, bây giờ mình xóa hết đi. À, tôi xóa đi, tôi làm lại. Đó, tôi xóa hết, tôi làm lại các anh chị ha. Rồi, như vậy là delete luôn, delete luôn, delete luôn. Đó là hết tình huống rồi đó, thấy không ạ? À? Rồi, tôi làm lại như từ đầu các anh chị thấy nè. Bấm cái bảng data, rồi, set, rồi cái là vô cái what if. What if này nè, à, rồi nó có chữ data, chúng ta bấm ra, à, đây. Rồi chúng ta đưa tình huống vào, bấm F, đặt tên tình huống là tốt, tốt. Các cái biến mà nó dễ dàng thay đổi, nó dễ dàng biến động ngoài đời thực á, lại gồm có ba biến này: biến khối lượng B1, giữ nút Control bấm biến giá bán, biến giá vốn. Ok. Rồi nó hỏi mình tốt là sao? Tốt là bán được 120, giá bán được 12, ví dụ tùy mình, giá vốn mua có 7 thôi. Ok. Là có mình tình huống tốt rồi. Lại bấm chữ S, đưa vô tình huống trung bình. Rồi, cũng ba cái biến này. Ok. Trung bình là như mình chờ đợi, giống nhau. Ok. Rồi mình được S cái nữa, mình cho tình huống xấu. Xấu. Tình huống xấu mình phải định nghĩa cho nó nè. Cái khối lượng mình nói 100 nhưng mà xấu thì mình bán được chỉ có 80 thôi. Giá bán lẽ ra là bán 10 nhưng bán được có 8 à. Trong khi giá vốn á, lẽ là dự kiến 8 mà thành 9. Vâng vâng, ok. Rồi như vậy là mình chỉ để cho cái vật tốt mình bấm show. Nếu tốt thì lại 48. Nếu trung bình thì lại như là mình chờ đợi. Nếu xấu thì lỗ bao nhiêu? Lỗ 200, ví dụ thế. À, tùy theo mình khai báo. Thậm chí mình có thể đưa thêm cái tình huống vô nữa cũng được. Ví dụ mình nói đưa thêm tình huống cho tôi nữa. Rồi, tình huống này là tình huống là rất xấu. À, rất xấu ví dụ thế. Rất xấu. Rất xấu là sao? Phải nói cho nó biết. À, xấu là đã 80 rồi mà rất xấu bán được có 70 à. Giá bán lẽ ra 10 mà xấu quá bán có 7 à. Giá vốn lẽ ra là mua. Thế nhưng mà giờ mua tới 10, 1 chẳng hạn thế. Ok. Như vậy anh ta có tình huống tốt, tình huống bùng xấu. Rất xấu thì lỗ bao nhiêu? Bấm show. Ồ, lỗ tới 400 lần. Xấu thì lỗ 200. Trung bình thì lãi được 80. Còn nếu tốt thì lãi được 48. Tôi bấm chữ show, show này nè.
là chúng ta sẽ là người lập và bảo vệ cái dự án này trước hội đồng xét duyệt hoặc là trước ngân hàng cho vay. Thì ta hỏi mình cái rủi ro của dự án như thế nào, thì chúng ta thuyết trình như thế, thuyết trình cho mọi người thấy như tôi làm cho các anh chị coi vậy đó. Rồi còn nếu như mà chúng ta muốn in ra để chúng ta nộp cho người ta, in ra nộp cho người ta tất cả cái kết quả mình đã làm, thì bấm vô summary. Đó, bấm summary xong ta bấm ok thì Excel nó tự động nó in cho chúng ta cái bản này. Đó, in cho chúng ta cái bản đó. In cho mình cái bản này. B1, B2, B3 là khối lượng, giá bán và giá vốn. Thì có thể người ta khó theo dõi thì mình sửa lại, đánh máy mình sửa lại chữ này chữ khối lượng. Sửa lại chữ khối lượng. B2 người ta không biết là gì, mình đánh là giá bán. Mình có thể để máy lại. B3 người ta không biết gì, mình đánh lại là giá vốn, y như bản Excel vậy đó. Rồi. Rồi như vậy là ta đọc ta sẽ thấy là gì? Cái này là lợi nhuận. Lợi nhuận của mình. Như vậy là nếu gặp tình huống tốt, khối lượng là được nhiều, giá bán nhiều, giá vốn nhiều là lãi được nhiều. Tình huống trung bình, khối lượng nhiều, giá bán nhiều là lãi bao nhiêu. Tình huống xấu, khối lượng bao nhiêu, giá bán bao nhiêu, giá vốn bao nhiêu, lỗ nhiều. Tình huống rất xấu thì khối lượng bao nhiêu, giá bán bao nhiêu và giá vốn bao nhiêu và lỗ bao nhiêu. Người ta in cái bản này ra, người ta đi nộp cho người ta. Như vậy là cái bài học chúng ta đã chấm dứt. Bài thi các anh chị sẽ có một cái phần là yêu cầu người ta cho mình số tiền vay, số tiền vay, thời gian trả nợ, lãi suất, và yêu cầu chúng ta lập một cái lịch trả nợ. Lịch trả nợ thì chúng ta có trong bài giảng chúng ta, trong bài giảng chúng ta có cái mẫu lịch trả nợ, có lý thuyết đàng hoàng, chúng ta có thể giờ chúng ta cho cái số liệu rồi chúng ta tập làm cái lịch trả nợ đó, chúng ta tập làm thử coi chúng ta mất bao nhiêu thời gian. Đồng ý phải không ạ? Rồi cái lịch trả nợ này sẽ chiếm điểm là 4 điểm. Vậy là thấy là yên tâm rồi đúng không? Chúng ta có một cái bài lịch trả nợ, chúng ta dợt cái bài đó ở nhà cho nó chu đáo. Vậy dễ dàng chưa? Đúng không? Vậy là thấy mọi người cười khoái rồi đúng không? Thấy là lập được trả nợ là 4 điểm là mình đã lập được rồi. Thấy lớp Cần Thơ cũng cười tươi, mà lớp ở Biên Hòa cũng cười tươi đâu tươi rối đúng không? Là vì cái bài giảng lịch trả nợ chúng ta đã quá kỹ, rồi hướng dẫn Excel nữa, rồi chúng ta giờ chúng ta tự làm một hai lai lần lịch trả nợ đó. Nhưng mà thông thường thi thì người ta cho chừng 2 năm thôi, chứ không đến nỗi nào 3 năm. Và chúng ta tính cái A ra và thử một lần trả là bao nhiêu. Nhưng chúng ta giật đi giật lại cái bài tập mẫu đó là chúng ta được 4 điểm rồi. Khỏe rồi phải không ạ? Rồi, cái câu số 2 là người ta cho mình những cái dòng tiền, những cái dòng tiền vào ra, tức là thu vào chi ra đó, vào ra, dòng tiền vào, dòng tiền ra. Rồi, của dự án. Đơn giản thôi, dự án chỉ còn 1 năm, 2 năm gì đó thôi, không có dài. Từ những dòng tiền vào ra đó đó, ta yêu cầu mình á là phải lập ra một cái bản, gọi là một cái lập cái báo cáo về dòng tiền, báo cáo ngân lưu. Lập báo cáo ngân lưu. Lập báo cáo ngân lưu thì mình cũng ghi ra năm. Năm mình phải tập là làm cho năm. Năm thì nhớ là có năm 0, năm 0 để đầu tiên, năm 1 rồi năm 2, ví dụ thế. Rồi. Rồi mình lập cái báo cáo lưu này, mình dự kiến những dòng mình thu vô, thu năm nào phải nhớ cho kỹ để cho đúng cái năm mình thu á, theo cái đề bài năm à. Rồi xong rồi mình lập ra những dòng chi ra, chi ra chi năm nào, ví dụ chi đầu tư năm 0 chúng ta để đúng năm 0. Chi đầu tư năm 0 thì để đúng chỗ năm 0 này nè. Chi đầu tư năm 0 tức là đầu năm nhất á. Còn thu từ năm nhất thì mình để thu ở đây, nhớ kỹ. Rồi sau đó chúng ta cái dòng thu trừ dòng chi, chúng ta có cái dòng ngân lưu ròng, thu chi ròng,
thu chi và dòng ròng. Dòng ròng này á, là nó bằng dòng thu trừ dòng chi. Ví dụ trong năm thứ năm không mình chưa có thu gì hết mà mình có chi ra đầu tư, thì chỗ này dòng ròng sẽ là dấu dấu gì ạ? À? Dấu âm đúng không? Chưa thu mà có chi thì chỗ này nó sẽ dấu âm. Rồi qua năm thứ nhất mình có thu rồi, rồi mình cũng có chi nữa. Ví dụ chi đây là chi đầu tư, cái chi chỗ này là chi đầu tư. Năm nhất đầu tư ở đây thì chưa thu mà có chi đầu tư cho nên chỗ này nó bị âm. Còn qua năm nay mình thu từ doanh thu bán hàng, rồi mình trừ đi cho cái chi phí hoạt động của mình trong năm đó thì nó ra cho ta dòng tiền ròng để dương. Rồi năm nay mình cũng có dòng thu nữa, rồi có dòng chi nữa, mình cũng ra được cái dòng ngân lưu này để dương. Rồi mình mới dựa trên cái dòng lưu ròng này và người ta yêu cầu mình sẽ dựa trên đó tính NBV. Thấy không ạ? Mà NBV thì là bằng gì? Là bằng giá trị hiện tại của những dòng thu này quy về, quy về theo một số chiết khấu người ta cho. Giá trị hiện tại dòng thu mình tính hết giá trị hiện tại về, rồi mình trừ cho giá trị hiện tại dòng chi. Mình nếu chi một lần năm không thì giá trị hiện tại dòng chi này bằng chính nó, rồi mình tính được NBV. Rồi có một câu hỏi phụ nhỏ nhỏ nữa, ví dụ người ta hỏi mình về cái IRR. Nhìn vô không cần tính gì hết là để mình biết là IRR là bao nhiêu. Có câu hỏi phụ nữa, ví dụ như là nó được một điểm nữa, một điểm hỏi phụ. Rồi cái bài này, cái bài mà chúng ta làm này nè, là nó là 5 điểm nữa là 10. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái môn học và chúng ta nắm được cái tinh thần quan trọng nhất của môn học là các cái chỉ tiêu thẩm định giá đầu tư NPV, NPV, IRR. Chúng ta nắm được cái ý nghĩa của cái báo cáo ngân lưu dự án, chúng ta có thể lập được lịch trả nợ và ứng dụng rộng rãi ở ngoài cuộc đời thực. Và trong khóa học ngắn ngủi này chúng ta cũng có được hướng dẫn các cái kỹ năng trên Excel, các kỹ năng Excel để sau này mình ra cuộc đời thực mình dùng Excel này nè, mình làm những cái bài toán của mình, chúng ta đã được hướng dẫn. Vậy vậy là chúng ta đã học môn học mặc dù online, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng chúng ta tiếp nhận được kiến thức và có cái kỹ năng. Rồi một lần nữa tôi cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian đến lớp, các anh chị lắng nghe và ủng hộ chúng tôi để hoàn thành cái bài này. Chúc các anh chị nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị nghỉ. Cảm ơn.